Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở vòng xoay Phú Lâm ha. Hướng theo camera của anh chị mình á là hướng về lại Eon Bình Tân. Và vị trí Nhân đang đứng á là ngay vòng xoay Phú Lâm, ngay vị trí trường Mạc Đình Chi, cấp mắt Phú Lâm ha. Ở trước mặt anh chị là cấp mắt Phú Lâm. Ở đây vòng xoay Phú Lâm hướng về Hồng Bàng, hướng trên á là mình về lại trung tâm của quận 11 ha anh chị. Đó, giáp với quận 11 quận nha. Và Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở trên đường Nguyễn Nhân Luông. Căn nhà này có tổng diện tích đất là 55m² ha. Và diện tích và kết cấu xây dựng của mình đó là một trệt một lầu. Có được 4 phòng ngủ ha. Ở trên tầng 1 thì mình có 3 phòng ngủ. Và ở dưới có một tầng phòng ngủ cho người lớn tuổi đó nha anh chị. Nhà là nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn. Và giá chỉ hơn 3 tỷ xíu. Và cụ thể đó là 3 tỷ 090 triệu nha anh chị. Và bây giờ Nhân sẽ chạy tới vị trí căn nhà cho anh chị mình xem ha. Nằm gần vòng xoay Phú Lâm ha. Gần cấp mắt Phú Lâm đó. Về pháp lý thì có sổ hồng riêng nha anh chị. Có hoàn công đầy đủ nha. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên. Nằm ở hẻm là 426 đường Nguyễn Luông hết anh chị. Rồi ở đây ha, mình vòng qua ngay vực văn phòng công chứng số 7 nè. Đối diện văn phòng công chứng số 7 mình vòng qua ha. Đó. Đằng ngoài kia mình vẫn thấy đường dòng xe Phú Lâm ngoài kia hết anh chị. Ở ngay cái chỗ bò sốt hào này nè. Hẻm này 426 nè anh chị, mình chạy vào ha. Đó, hẻm vừa mới làm ha, hẻm xi măng sạch sẽ nha. Hướng nhà của mình là hướng Tây nha anh chị. Đó, hẻm xi măng sạch sẽ ha, hẻm ở đây rộng rãi nha. Giá là 3 tỷ 090 triệu nha. Đó, hẻm xi măng vừa mới làm sạch sẽ nha anh chị. Đó, hẻm là vừa mới nâng nè. Đó, quá đẹp luôn. Hẻm quá rộng luôn nha anh chị. Rồi, Nhân sẽ đứng ở đây và chạy vào bên trong căn nhà review cho anh chị mình xem ha. Ở trong đây ha. Rồi và bây giờ Nhân đang đứng cái hẻm vào nhà của mình ha anh chị. Đó, hẻm vào nhà của mình đây. Ở đây là mình ra là 426 đường Nguyễn Luông ha anh chị. 426 đường Nguyễn Luông, phường 12, quận 6 ha. Đó, hẻm vừa mới nâng lên đây, mình rẽ ra ngay chỗ dòng xe Phú Lâm, cấp mắt Phú Lâm, trường Mạc Đình Chi ha. Đó, Nhân đi vào trong quay bên trong cho anh chị mình xem nha. Nó đi vào tới căn nhà luôn nha anh chị. Nó đi vào tới trong căn nhà luôn cho anh chị mình xem ha. Ở hẻm đây, hẻm mình bên cuối đây nè. Ở căn nhà mình là ngang là 9m ha. Ngang là 9m và sâu vào là 6,5m ha anh chị. Tổng diện tích đất là 55m ha. Nhà đúc bê tông cốt thép hết, có được 4 phòng ngủ nha. Đó, ở trong đây này có đám tiệc như trong này. Có cái cửa gạo sắt, ở trong đây có 3 căn thôi. Cửa gạo sắt trong đây có 3 căn này ha. Đó, đây đây căn này ha, trên ban công mình lấn được 1m đó nè anh chị. Đó, hẻm trước nhà là hẻm xi măng sạch sẽ ha. Đó, đây xi măng nè. Đây mình có một cái cửa chỗ này nhưng mà chủ đóng rồi luôn rồi nha. Đó. Đó, trước nhà của mình nè anh chị. Nhà là nhà đúc bê tông cốt thép hết ha. Nhà đúc bê tông cốt thép anh chị nhìn nè. Trên đường đà nè. Ở mặt ngoài thì chủ ốp gạch sạch sẽ lên tới trên nè. Cửa thì sử dụng cửa lùa. Đó, hẻm vừa mới nâng ha. Hẻm vừa mới nâng lên. Chiều ngang từ đây nè. Từ đây đi vô trong đó là 6,5m ha. Sau khi tới trong đó là 6,5m nha. Nhà là nhà đúc kiên cố nha anh chị. Đó, ở trên đây đường đà đúc nè. Trần nhà cao ráo bên trong lót gạch lên khoảng
rưỡi hết rồi. Ở đây có điện 3 pha nè, đồng hồ điện 3 pha chỗ này. Đó, rộng rãi ha. Cái cạnh này từ đây nè anh chị, từ cái cạnh này nè, vô tới cuối bên kia là 9 mét ha. Đó, mình có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi luôn nha. Đó, bếp, không gian bếp ở đây, phòng khách bên này ha. Gạch là lót gạch 6 tấc nha. Đó, bếp ở đây nè. Bếp thì không gian bếp chỗ này thì chủ lót gạch cao lên tới trên hết luôn. Đó, gạch lót gạch sạch sẽ cao lên nguyên căn luôn nè anh chị. À, bên đây cũng vậy luôn nè. Đó. Ở đây là cái kệ bếp, không gian bếp của mình ha. Cái bồn rửa tay, bồn rửa nè. Đó, bồn rửa ha. Đây có đậu rửa chơi ly nữa nè anh chị. Đó. Inox 304 nha, inox 304 ha. Mặt trong thì kính cường lực chỗ này và lót gạch sạch sẽ cao lên tới trên ha. Nhà rất rộng luôn, giá là 3 tỷ 090 triệu ha anh chị. 3 tỷ 090 triệu ha, nhà đúc nha. Đó, cầu thang đúc mình đi lên. Đó, thì mình xem căn nhà này ha. Chủ vừa sơn sửa lăn sơn nước lại hết cho mình luôn rồi nha. Pháp lý là sổ hồng riêng. Đó, có hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên ha. Đó, có phòng trệt, phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi luôn nè anh chị. Đó, đây lót gạch sạch sẽ luôn nè. Đó, gạch chấm bi đá cửa nè. Cửa thì sử dụng cửa nhôm Sifa. Kính cường lực mờ nha, kính cường lực mờ nha anh chị. Đó, trần nhà thì cao ráo, đóng là thông. Xài toàn bộ hệ thống đèn led, điện là điện âm tường hết nha. Đó, chiều ngang là 9 m và sâu vào là 6 m rưỡi nha anh chị. Đó, tổng diện tích đất của mình là 55 m. Và nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt hai lầu ha. Nhà đúc bê tông cốt thép, có 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ nha anh chị. Tổng cộng có 4 phòng ngủ ha. Đó, mình xem phòng ngủ dưới trệt của mình nha. 4 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Ở trên có hai nhà vệ sinh ha anh chị. Đây chị mình ha, đây có cái sàn nước nè. Nước ở đây cũng mạnh nha, nước ở đây cũng mạnh ha. À, mở nước cho anh chị mình xem, nó bồn sứ ha. Cửa. Rồi bên trong nhà vệ sinh nè anh chị. Nhà vệ sinh thì chủ lót tường cao ráo lên tới trên. Đó. Anh chị mình xem ha, lót cao ráo lên tới trên luôn. Có quạt hút, các vòi tắm, chủ tắm đứng bằng inox và các thiết bị sử dụng đồ inox hết ha. Bồn ngồi nguyên khói. Gạch lót gạch sạch sẽ cao ráo hết ha. Đó, điện là điện âm tường hết nha, điện âm tường hết nha anh chị. Tổng diện tích đất của mình rất rộng luôn nha. Nhà thì có chiều ngang á, là 9 m và sâu vào 6 m rưỡi, cạnh này 6 m rưỡi nè anh chị. Đó. Và cái cạnh chỗ này thì nó nằm khoảng từ bí này đi, tính từ bí này nha, vô tới bức tường bên đây nè anh chị. Thì nó nằm khoảng 5 m rưỡi ha. 5 m rưỡi nha anh chị. Đó, anh chị mình xem không gian của căn nhà mình lợi nha. Đó, rộng không? Đây không gian phòng khách nè. Đây phòng khách của mình ha. Đó, phòng khách của mình ha. Trần nhà cao ráo nha. Đó, còn đây xài đóng la phong, xài led hết. Không gian bếp bên này ha. Sau lưng bếp thì mình còn phòng ngủ rộng rãi ha. Đó, rồi xin chị mình xem nè. Chỗ này lót gạch sạch sẽ cao ráo lên tới trên hết ha. Đó, chủ đang kêu là 3 tỷ 090 vẫn còn hương lượng cho anh chị mình ha. Ở đây có cái sổ, nhưng quay sổ cho anh chị mình xem luôn nè. Đó, địa chỉ của căn nhà mình đó là 426 nè, sạc 17 sang 18 đường Nguyễn Luân, phường 12 quận 6 ha. Tổng diện tích đất nè. Đó. Đó, những đất ha. Đây. Ở đây nè. Đó, ngang nè, ngang cạnh này là lên 4m 85. Cái này 5m 16 nữa nè. Bên đây là 5m nè, hơn nè, 5m hơn nè. Ở đây là đây là 5 mét mấy nè. Ở đây 1 mét mấy nữa nè. Đó. Ngang cạnh này là 9 mét ha anh chị. 9 mét hơn. Và cạnh này 6 mét rưỡi ha. Đó. Pháp lý là sổ hồng ha. Thì cầu hoàn công là có hoàn công nha. Có hoàn công ha. Rồi. Có hoàn công á, mình coi kỹ nha. Rồi, anh chị mình xem không gian ở dưới trệt của căn nhà mình rồi ha. Xem lại một lần nữa ha. Thì Nhân sẽ đi lên trên, quay ở trên cho anh chị mình xem. Ở trên mình có 3 phòng ngủ luôn nha anh chị. Có 3 phòng ngủ luôn ha. Đó.
Đây là không gian dưới trệt của căn nhà mình ha. Anh chị mình hãy like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn nha. Đây không gian cầu thang đi lên ha, tay vịn gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương ha. Tay vịn gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương. Ở trên đây lót gạch sạch sẽ, có cửa sổ ngay trên cầu thang. Nhà mình là hướng tây ha. Đó, cửa sổ ngay trên cầu thang nha. Đây có đèn, cửa sổ có khung sắt bảo vệ ha anh chị. Thôi mình xem cái phòng ngủ rộng rãi bên đây trước ha. Thì đây là ngay chỗ cái không gian của phòng khách mình dưới trệt nè. Cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa nhôm sifa, có cửa sổ, có cửa ra ngoài ban công. Đường đà nè, đường đà. Nhà là nhà đúc nha, nhà là nhà đúc bê tông cốt thép hết nha. Gạch nè, ở đây có cửa sổ nữa nè, có khung sắt bảo vệ bên ngoài. $3.090.000 còn thương lượng cho anh chị mình mua nhanh ha. Cửa đây là cửa sắt 4 cánh, tay vịn inox ha. Ở đây mình vòng qua luôn, vòng qua bên này luôn. Đây phòng ngủ lớn nha, đây phòng ngủ lớn. Rồi đây, vòng qua đây luôn nha. Đây đi đường nước cho anh chị mình để máy giặt chỗ này, giặt giũ phơi đổ đây luôn ha. Rồi nhà vệ sinh, ở nhà vệ sinh ở giữa, sử dụng cho 3 phòng luôn nha. Trên này sử dụng 3 phòng một nhà vệ sinh. Rồi đó gạch cao ráo tới trên nè, đường điện âm cho chị mình lắp máy nóng lạnh. Đồ treo đồ, móc đồ bằng inox hết ha. Cửa thì sử dụng cửa nhôm sifa, cửa nhôm sifa, kính cường lực. Trụ tắm đứng nguyên khối. Điện âm tường hết ha. Gạch nó gạch chấm bi màu nè. Này gạch ha, này nó cũng đi không có nhám. Rồi đây phòng ngủ thứ 3 của mình nha. Cửa vẫn là cửa nhôm sifa ha, kính thì kính cường lực. Ở trên đây đóng là phòng, điện âm hết, pháp lý cái sổ hồng, có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên. Tổng diện tích đất là 55m và diện tích kết cấu xây dựng của mình là một trệt một lầu, nhà đúc bê tông cốt thép ha. Phòng ngủ thứ tư của mình ở đây anh chị, đây là phòng ngủ thứ tư của mình ha. Địa chỉ là 426/17/18 đường Nguyễn Văn Luân, phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, nằm gần chợ Phú Lâm, gần cấp mắt Phú Lâm, dòng xây Phú Lâm, trường Mạc Định Chi, giáp quận 11 ha. Đây là phòng ngủ thứ tư của mình rồi. Ở đây cũng có cửa sổ nha, ở đây có quạt hút và điện để chị mình đi máy lạnh ở đây cũng có rồi. Đó, anh chị mình xem lại không gian của căn nhà mình một lần nữa nha, và nhân sẽ kết thúc video ở đây. Căn nhà mình ở địa chỉ là 426 đường 426/17/18 đường Nguyễn Văn Luân, phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà thì có kích thước ngang là 9m và sâu vào là 6,5m. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và một lầu. Nhà có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Về pháp lý thì căn nhà này có sổ hồng riêng, có hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Hướng nhà là hướng tây. Nhà là nhà đúc bê tông cốt thép hết. Hẻm vừa mới nâng, cao ráo sạch sẽ. Nè, đường đạo chỗ này nhìn cũng rõ. Đó, cầu thang đúc. Có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi ha. Giá là 3.050.000 anh chị. Xin lỗi thì 3.090.000 anh chị. Nói lộn, 3.090.000 ha. Giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua nhanh ha. Đó, nhà mới và ở ngay, diện tích rộng rãi ha. Quận 6
Rồi, Nhân xin chào, hẹp lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy like video để ủng hộ kênh của Nhân và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình anh chị.